Ban chỉ đạo chương trình phát triển thanh niên quận Thốt Nốt vừa triển khai kế hoạch tổ chức tháng thanh niên năm 2024 trên địa bàn quận. Với chủ đề tuổi trẻ Thốt Nốt xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, trong tháng thanh niên năm 2024, quận đoàn Thốt Nốt sẽ phối hợp tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, đồng hành và phát huy thanh niên, các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng như tuyên truyền 4 hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới năm 2024, tập quấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân và đoàn viên thanh niên, thăm tặng quà cho các thanh niên tình nguyện thi hành nghĩa vụ quân sự năm 2024, trồng bần chống sạt lở, vệ sinh môi trường, ra quân ngày cao điểm tình nguyện xây dựng văn minh đô thị, tổ chức hoạt động ngày cao điểm tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.